Minh Vy chào mừng quý vị đã quay trở lại với phần 2 bản tin FPT tối ngày 2 tháng 5. Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Thưa quý vị, dù Trung Quốc không có chính sách tiếp nhận người tị nạn, tuy nhiên trong năm qua, thị xã Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã đón nhận gần 10.000 người xin tị nạn. Họ là những người Iraq, Yemen, Syria và Afghanistan phải rời khỏi quê hương vì chiến tranh, và họ đang xây dựng nên một cộng đồng người nhập cư hoạt động sôi nổi ở Nghĩa Ô, Trung Quốc. Vấn đề ở chỗ tương lai của họ sẽ như thế nào? Đó là câu hỏi chính họ cũng chưa có lời giải đáp. Phóng sự tài liệu ngay sau đây do quỹ Thomson Reuters thực hiện đã khắc họa rõ hơn chân dung của cộng đồng người nhập cư ở Nghĩa Ô. Lần cuối tôi rời khỏi đất nước tôi, đó là một ký ức rất buồn. Vào năm 2014, phiến quân Houthi tràn đến Sana'a và gần như chiếm đóng thủ đô. Tôi nghĩ rằng tình huống xấu nhất sẽ xảy ra, cho nên tôi quyết định rời đi cùng với một nỗi buồn rất lớn. Lúc đó tôi đứng ở sân bay, nhìn về Sana'a và tự hỏi liệu mọi chuyện còn có thể xấu đi đến mức nào nữa. Năm 2016, ước tính có 4.000 người từ những quốc gia trong vùng chiến sự đã tìm đến thị trấn Nghĩa Ô, chiếm gần một nửa tổng số người ngoại quốc đang sống tại đây. Nghĩa Ô là nơi rất chào đón người ngoại quốc. Hầu hết họ sống ở đây đều chỉ có visa làm việc ngắn hạn hoặc visa du học sinh. Hay quá, cuối cùng chúng ta cũng đến nơi rồi. Chúng ta cùng đi làm bánh thôi. Cô Dương, tôi đến rồi đây. Xin chào mọi người. Chào anh khỏe không? Đây là lần đầu tiên tôi làm bánh bao. Chúng tôi rất háo hức khi hay tin anh ghé đến đây. Có nhà báo đi cùng anh không? Có chứ, họ đều ở đây rồi. Để tôi thử cho, tôi sành ăn lắm đó. Amma là người Yemen. Lần đầu tiên anh đến Trung Quốc là vào 19 năm trước. Lúc đó anh là một du học sinh ngành y, được nhận học bổng đi du học tại đây. Hiện tại anh là một doanh nhân. Anh thành lập một câu lạc bộ mang tên Câu lạc bộ Văn hóa Con đường Tơ Lụa. Đây là tổ chức nhằm giúp người nhập cư nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng tại Trung Quốc. Đây là quà từ một thư pháp gia. Nó có nghĩa là Câu lạc bộ Văn hóa Con đường Tơ Lụa. Ông ấy đã ghi nhận nỗ lực của chúng tôi trong việc phổ biến văn hóa Trung Hoa. Còn đây là bằng khen của chính quyền Nghĩa Ô tặng cho câu lạc bộ năng động nhất địa phương. Chúng tôi đã đạt được nhiều thành tựu. Truyền thông Trung Quốc phỏng vấn tôi nhiều lần. Đối với họ, tôi là một điển hình của người nước ngoài hòa nhập với văn hóa Trung Hoa. Tôi học tiếng Trung, tôi quảng bá văn hóa của họ, và tôi thật sự yêu nơi này. Tính ra, tôi dành nhiều thời gian ở đây hơn là ở Yemen. Tuy nhiên, tôi vẫn đang dùng passport Yemen. Rất khó để có thể được có thẻ vi trú vĩnh viễn ở Trung Quốc. Nếu chúng ta muốn sống ở Trung Quốc, thì chúng ta cần những chính sách hỗ trợ. Nhưng vấn đề của tôi là tôi không thể rời đi, vì quê tôi vẫn còn chiến tranh. Cho nên, tôi vẫn đang băn khoăn không biết nên quyết định thế nào. Năm 2012, tôi rời Syria vì chiến tranh. Tôi đến Malaysia học đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi đến Trung Quốc. Mike đến Trung Quốc năm 2014 với visa du học sinh. Gia đình của anh vẫn còn ở Damascus, Syria. Hồi ở Syria, tôi có một con ngựa mà tôi quý lắm. Nó là một con ngựa trắng rất đẹp. Cho nên mỗi lần tôi cưỡi ngựa ở đây, tôi đều nhớ đến nó. Tôi học tiếng Trung trong trường được 2 năm. Trong lúc đi học, tôi cũng đi làm diễn viên để kiếm thêm. Thực ra thì diễn xuất là đam mê của tôi. Ai đến Trung Quốc cũng đều có một ước vọng, tôi cũng thế. Nhưng ở Trung Quốc, tôi không thể chỉ làm diễn viên. Tôi phải làm nhiều việc khác, bởi vì dù ở đây tôi có một cuộc sống an toàn hơn, vui hơn, thì mức sống cũng rất đắt đỏ. Visa du học sinh của Mai đang gần đến ngày hết hạn. Anh dự định sẽ nộp đơn xin visa làm việc. Tôi đang chuẩn bị thành lập một công ty xuất nhập khẩu. Tôi nghĩ đây là lĩnh vực lợi nhuận cao. Thú thật đó không phải là lĩnh vực tôi thích. Tôi thấy mình vui hơn khi được là diễn viên. Tôi đang đóng một vai cảnh sát phản diện như thế này. Đến đây và bắt tên này đi. Tôi đã diễn nhiều vai, người Anh, người Mỹ, người Ý, người Tây Ban Nha. Tôi gặp bạn gái tôi ngay ngày đầu tiên tôi đến đây. Tôi nhận ra rằng không ai có thể hiểu rõ tôi nhiều như cô ấy. Chúng tôi quen nhau được 2 năm rồi. Chúng tôi rất gắn bó với nhau. Mike hy vọng sẽ có thẻ cư trú dài hạn ở Trung Quốc. Muốn vậy, anh phải làm việc ở Trung Quốc ít nhất là 4 năm và có thu nhập hơn 600.000 nhân dân tệ, tương đương 87.000 đô la Mỹ mỗi năm. Tôi hy vọng tôi có thể đạt được mức thu nhập đó. Chuyện này không dễ dàng chút nào.
nhưng chúng tôi đều là những người cần mẫn. Tôi có một cuộc sống ở đây, tôi có nhà, có một công ty và có bạn gái. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ rời Baghdad. Bỏ đi không phải là lựa chọn mà tôi muốn, nhưng vì chiến tranh chúng tôi phải đi. Ở đó không an toàn. Vì vậy chồng tôi và tôi quyết định đi khỏi Iraq, vì gia đình, vì chúng tôi. Cô có về quê ăn Tết không ạ? À? Ừ, chúng tôi đi 2 ngày. Cô đi vui nhé, thích thật đấy. Còn tôi thì không được về. Cô không về à? Vâng, xa quá. Mana đến Trung Quốc năm 2011 với chồng và 2 người con trai. Anh may ở đây trước rồi đến may túi. Vâng. Đây là áo quần cho thiếu niên, rất dễ thương đúng không? Tôi đến đây hồi 2011. Lần đầu tiên tôi đến nhà máy này, tôi rất bất ngờ vì hầu hết công nhân ở đây đều là nữ. Khi chúng tôi còn ở Iraq, tôi cũng giống như những người phụ nữ khác. Tôi ở nhà chăm sóc con cái. Nhưng mà ở đây, khi nhìn những người phụ nữ này, nhìn họ làm việc, tôi tin là tôi cũng có thể làm việc giống như họ. Thật ra ở Iraq, chúng tôi cũng có một xưởng may, nguyên liệu hầu hết nhập từ Trung Quốc. Cho nên khi tôi đến đây, cũng có một số người nói rằng vì chúng tôi mà nhiều người mất việc ở Iraq. Tôi biết vậy, nhưng mà đành chịu thôi. Ở đó không an toàn. Chúng tôi sẽ đợi khi nào tình hình ổn hơn, chúng tôi sẽ trở về. Tôi sẽ trở về nhà mình và khôi phục lại chuyện kinh. Con trai út của gia đình Mana được sinh ra ở Trung Quốc. Em đến từ đâu nào? Đừng nói tiếng Trung Quốc chứ. Em đến từ đâu? Em đến từ Trung Quốc. Không, em đến từ Iraq. Không, em đến từ Trung Quốc. Em có phải người Trung Quốc không? Vâng, em là người Trung Quốc. Anh biết em đang là người Trung Quốc rồi, nhưng em có gốc là người ở đâu? Iraq phải không? Không, em là người Trung Quốc. Ở Nghĩa Ô có một ngôi trường dành cho người Iraq vì có rất nhiều người Iraq nhập cư ở đây. Ở Trung Quốc rất an toàn. Tôi muốn các con tôi ổn định cuộc sống ở đây. Chúng có thể học hành tới nơi tới chốn, tốt nghiệp và tìm việc làm. Nhưng vấn đề là, dù tôi đã ở đây lâu, chúng tôi vẫn không thể có passport Trung Quốc. Ở một số quốc gia thì nếu con cái được sinh ra ở đây, chúng sẽ được nhập quốc tịch. Nhưng ở Trung Quốc thì không. Chào cha khỏe không? Đây là một con đường ở Damascus. Đây là nhà của tôi, còn đây là phòng tôi. Đây là thú cưng của tôi. Lúc nào được nói chuyện với cha tôi cũng thấy rất vui. Tôi không bao giờ đọc báo hay coi tin tức. Đối với những người muốn có một cuộc sống mới thì không nên ngoái đầu nhìn lại. Tôi hỏi cha mẹ tôi rằng họ có ổn không? Nếu họ ổn thì tôi ổn. Em gái tôi rất thích lục lại và gửi hình ảnh anh em tôi hồi nhỏ cho tôi xem. Nó thích đặt ảnh chúng tôi cạnh nhau rồi chụp hình lại, rồi gửi cho tôi xem. Có cảm giác như chúng tôi đã từng chụp hình chung với nhau vậy. Tôi chưa gặp mẹ tôi lần nào trong suốt 6 năm qua. Những lúc tôi buồn, tôi không muốn mẹ tôi biết. Tôi cố lừa mẹ tôi. Nhưng lần nào cũng bị mẹ phát hiện. Mẹ sẽ hỏi con buồn phải không? Tôi buồn là mẹ biết ngay. Mẹ tôi hiểu rằng tôi không muốn mẹ buồn và không muốn mẹ lo lắng. Tôi an ủi mẹ tôi rằng không sao đâu, cứ tin vào tôi. Tôi hy vọng tôi sẽ mua được một căn hộ và đưa cha mẹ tôi đến sống cùng. Tuần sau chồng tôi và con trai lớn về thăm Iraq. Còn tôi thì mẹ tôi mất rồi, tôi không còn người thân ở đó nữa, tôi không cần phải về. Lúc tôi đang trên đường đến Trung Quốc thì mẹ tôi mất. Lúc đi tôi chỉ nói với mẹ tôi là tạm biệt, chỉ tạm biệt thôi. Còn mẹ tôi đã nói, con bảo trọng, hãy chăm sóc cho bản thân mình, con trai và chồng của mình. Tôi chỉ trả lời ngắn gọn là, vâng, tạm biệt mẹ. Tôi không ngờ đó là lần cuối tôi nói lời tạm biệt với mẹ mình. Chào chị có khỏe không? Mẹ sao rồi chị? Mẹ đang bệnh nặng lắm. Cho em gửi lời cầu nguyện đến mẹ, mong mẹ sớm khỏe lại để lần tới khi chúng em về đến nhà, mẹ sẽ ra đón chúng em. Mẹ chồng tôi đang bệnh rất nặng. Đáng lý cả nhà chúng tôi nên cùng về để gặp bà, để bà gặp cháu trai của mình. Bà ấy cũng là mẹ tôi. Tôi gọi bà ấy là mẹ chứ không phải là mẹ chồng. Khi mẹ ruột của tôi mất, tôi đã không có ở đó. Tôi không muốn lặp lại sai lầm này nữa. Cho nên tôi sẽ cùng với các con về quê. Nhiều người đã nói với tôi là nhớ quay lại nhé. Tôi thấy như tôi đang rời khỏi quê hương của mình vậy. Trung Quốc là quê hương thứ hai của tôi.
Thật là tuyệt vời. Hôm nay có một lãnh đạo chính quyền Nghĩa Ô bấm like bài viết trên WeChat của tôi. Ông ấy thích buổi tụ tập làm bánh của câu lạc bộ. Mỗi lần chúng tôi nói về những chuyện đang xảy ra ở Yemen, họ đều nói rằng, anh ở Trung Quốc thì biết gì mà nói, anh không có ở đây thì làm sao anh hiểu được. Thật ra chúng tôi đều dõi theo nơi đó mỗi ngày. Chính trị là một phần trong cuộc sống của người Yemen. Cuối cùng, tôi vẫn muốn trở về. Tôi muốn về để phát triển đất nước tôi. Tôi đã học được nhiều thứ ở Trung Quốc, học cách kinh doanh, cách quản lý. Đây là hai đứa con gái của tôi. Người cha nào cũng muốn con cái mình lớn lên trong môi trường hòa bình, no ấm. Con cái tôi sẽ chỉ về Yemen khi nào nơi đó yên bình. Khi thời điểm đó đến, chúng tôi sẽ trở về. Còn nếu không, thì chắc chúng tôi phải đành ở tạm một nơi nào đó và rồi phải tiếp tục cuộc sống của mình mà thôi. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa chiêm ngưỡng sắc hoa anh đào xanh độc đáo ở thành phố Thanh Đào, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Đây là giống cây hoa anh đào quý hiếm. Trong số 300 giống hoa anh đào, hầu hết đều nở hoa trắng hoặc là hồng. Chỉ có 2 giống hoa có màu xanh. Và tiếp theo thì Minh Vy xin mời quý vị đến với phần cuối cùng bản tin FBC tối nay qua câu chuyện. Doanh nghiệp vẫn chưa quan tâm đến công nghệ trong hoạt động kiểm toán nội bộ.